làm dậy mình xoay cái tay này nè, là nó không có bị cái tay này làm im, còn tay này mình xoay là cái đường nó thẳng mà nó ấy. Chứ ví dụ một cái cọ cái này làm im mà cái tay vô xoay vô cọ, cái cọ này vô kéo là nó sẽ không có đẹp. Cái cọ này mình làm im à, còn cái tay này mình xoay là mình đưa thể ý mình. Bàn này là bàn của chị Diễm hả? Chỉ như mình cũng vẽ hoa gì? Hồi vẽ hoa lan hay sao? Vẽ hoa này là dễ nhất nè. Xin đổi tay cho nè. Tay này nhỏ nè. Tay này chưa có ngón tay. Cái chấm vòng này dễ nhất. Chấm 5 cái chấm. Nhờ bà phát nha, nhầm luôn nha. Rồi, ngồi xuống đây đi. Chỉ vẽ nè, chỉ sơn. Sơn tròn đâu có lem lúc gì đâu. Cái gì? Đẹp hơn, để có hai cái là xong rồi. Để tập sao cho nó gọn vậy đó. Yeah, can you guys take him to the bath? We don't want him running around, okay? Rồi, mình đưa cái tay này là nó không có bị lem. Cái gì nó không có bị lem gì trơn. Còn có sơn treo rồi, đừng có để lem ra. Hello, con bé nhỏ. Lúc nào mà cũng phải chấm tay mình vậy hả? Đó. 1 2 3 4 5 Nó chưa dễ không? Đó, đó 5 chấm sao nữa? Chưa? Nếu làm ngược lại thì thành Mickey Mouse ears. Oh. Rồi làm cái mẫu khác. Hai chấm ở trên anh làm ngược lại. À, làm thành Mickey Mouse ears. Yeah. Đó thì dễ không? Lúc nào cái nhỏ cũng phải ở trên. Đừng cho em chạy vòng vòng con. Rồi. Con khác nữa ha. Cái này là acetone hả? Sao? Bông khác nè. Thì cũng cái chấm vậy mình phân ra kiểu khác, hiểu không? Rồi, để coi. Ồ, vô trong hả? Vô cái ra mình cũng làm ra à, làm hoa khác. Còn mình kéo ra là ra cái hoa khác nữa, mình kéo ra vậy lấy tâm đó cái đồ. Mình có cái cây vẽ để lấy cây bút chì bỏ cái kim vô ra. Ừ, cái đó cũng đẹp nè. Ra vậy đó, dễ không? Thì có vẽ 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 cái gì không? Cái design gì vẽ thử vẽ cái vẽ bằng design hả? Ừ. Design như trên fan trên đồ. Màu trắng, màu đen, màu gì á. Vẽ một cúp hoa sen vậy đó. Đẹp không?
đó, ba cánh đẹp không? Sơn gọi về rồi, nó chấm ra. Thì mình biết là cái basic là mình phân ra thôi. Và cái bỏ đây mà bỏ silver vô ở giữa. Bỏ filling silver vô mấy cái chỗ này nè, vô mấy cái ở giữa nè. Giữa cánh nè. Đặt vị trí rồi phan ra có cái kèm cắt gì đó, cái miếng cái gì ngứa mắt dễ sợ, nó khó chịu sẽ ngâm luôn, cắt luôn thôi mắm một cái cho thôi, không điều đây có thể làm cho cũng được hai cắt nè, cái miếng đó rồi xong rồi hết rồi đó. Thank you. Ồ, coi từng cái luôn. Cái này cũng đẹp, cái này dễ nè. Cái này đơn giản nè. Cái này dễ nè. Khi mà cô biết cái ba sệt trôi nè, mấy cái này cũng dễ nè. Halloween nè. Cái bóng này cũng dễ nè. Coi. Phân ra mấy cái cây này cũng dễ. Cái này phải cỏ thường cho hay cỏ này đó. Cỏ này là palm tree nè. Palm tree vẽ cũng dễ lắm. Can you do it? À, cái lá này đẹp nè. Lá trong chỗ lá, lá, lá. Pumpkin này, cái pumpkin này dễ nè. Cái pumpkin này dễ nè. À, cái dễ. Này, cái chấm chấm này cũng dễ nè. Mùa thu á. Ừ. Cái lá thì sao? Nó cũng đẹp nè. Dễ lắm. Mình học mấy cái mà mình dễ rồi, mình mới dễ tìm được. Có cũng không được thêm làm gì cho mình. Đẹp nè. Cô lập sơn lại như bé đi, nó gọn mà nó không có bị messy nữa. Cái gì bụng hô cái tay. Cái Spiderman đẹp quá. Hả? Cái spider đẹp quá, cái con nhện đẹp quá nè. Là spider web. Cái này ba chú hề đây. Con chó vậy. Đa ma xình vậy. Cái này cũng dễ nè. Đó, cái đó là măng mì. Măng mì. Hai tay xè xè đi. Không, cái này cũng dễ nè. Cái này dễ nè. Con ma nè. Cái đỏ đỏ là gì đó? Máu. Vampire đó. Cái này đang. Cái này con ma nè, hai con ma nè. Ok. Để nó đi xuống. Rồi xong rồi con. See what you did again. You ran like crazy. Tại sao quay gì vậy? Tại sao cây đình đen quay gì? Mình lại bị hay chứ? Yeah. I'm going to go to the next one. Really cái lotion này là lotion thơm đó. À, thì mấy mình mới dùng á, my favorite. Rồi, đúng không con? Xong chưa? The other arm, tay kia nữa. Tay kia nữa. It's good. The other arm, tay kia nữa con. Tay này nữa lại lên. Rồi, xong rồi cho chị hai vô. Cái đó là cái gì? Hút mùi ở bên. Vì ở đây đâu có mùi nhiều phải không? Không có mùi nhiều. Đâu có nghe mùi tiền nail. Rồi. Tới chị hai. Your turn con. Chị hai.
Oh, not yet. Not yet. Thì chị Hải Dương ngồi nó chết, nó không chịu xuống. Có trả tiền không? Có trả tiền không? Cho cô ban không? Hả? Cái pay every day đều ok á. When you have job. Trường. Ở đây người ta sốc tài, em sốc trường mộng rồi. When I grow up, I want to do that. Enjoy rồi đó, enjoy pay được rồi. Rồi xong rồi đó, ra đi con để cho chị Hải Dương. Cho chị Hải Dương ok. Muốn làm mà sang dễ sợ, hướng muốn biết hưởng thụ rồi hả? Đinh ha. Sissy thì thơ ha. Tấm hình. No hả? No. Rồi ra đi con, ra cho chị Hai Dương ngồi. Rồi Đinh. Rồi xong. Rồi xuống. Ba help em ra. Rồi chị Hai Dương. Rồi chị Hai Dương, your turn. Sao không có ai, có bạn sợ gì con? Dạ không. Sợ gì? Sợ không. Không rồi thôi, rồi đưa tay cho cô ba làm. Đưa tay two hands. The other side. Đó. Sướng không? Đó. Relax cái tay của mình đi con. Đó, sướng chưa? Thích không? Đó. Yeah, I feel precious. Thích quá chứ. Thích quá chứ. Muốn cuticle oil không? Make about cuticle oil nè. For your cuticle. Đó, con từng móng tay. Đó nè, đây nè. It's the oil for your hands. Looking soft. Don't say sesame oil. Oh, sesame oil. Sesame oil nhồng mè. Chút nữa có sesame oil cho con. No, no, no. Con muốn hả? Con muốn cái đó. Ê, đổ. You want sesame oil? Sesame oil. Sesame oil là... Điều quá là dầu, dầu mè đó con. Cái đình điều quá. Bây giờ là bánh trung thu là bỏ dầu mè. Cho nó biết sesame oil thôi. Cái này ở đâu không có cái này vậy con? Me let me play. Me cho con hả? Give that to me. Ok, để trả lại cho Minh ha. Đắt khách quá hả? Khách hẹn không quá hả? Khách hẹn. Cháu chị Arizona qua chơi. Nè em út nè, em dâu. Em trai. Em trai. Sướng không? Thích không? Thích thế à? Giống không? Tròn 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 cơ dình mẹ với cha không có tròn mà bé tròn rồi xích chưa rồi tip trả tiền đi trả tiền đây không cảm ơn gì hết hả thank you học vẽ trái tim vẽ như hai cái ái nguồn phải tập chứ ấy này trước mấy hai cái dấu hỏi xuống vẹo xuống hôm nay xong rồi hả con quên mấy gì cả vậy đó ấy hai cái đầu này trước xong rồi vẹo xuống thôi. Cái palm tree thì cũng dễ. Cái palm tree mình bắt lên làm hai cánh, hai cây, xong vẽ lá. Là cây dừa đó hả? Uh-huh. À. Đó. Vẽ lá xuống. Chưa, nó chết ra palm tree rồi. Mình muốn vẽ nước, vẽ gì dưới đó mình vẽ. Chim vẽ tróc vào dưới đó vẽ. Đó, ra palm tree rồi nè. Thấy chưa? Hai cọng đây vẽ mấy cọng ra là ra palm tree rồi. Cái dừa. Rồi mình decorate lên thì muốn decorate thêm thì mình chấm búa xua lên mình muốn gì đó muốn. Thấy chưa? Cái ba xịt là vậy đó. Tài làm cho. Mommy, can I go outside and see the dinosaur eggs?
Yeah, go inside. Go inside. Go inside. Còn nó cần có go outside. Go outside mà. Coi chừng rớt cái phone như trọng mất không? Is it warm? Is it warm? Nóng quá, Daddy. Nóng quá. Sửa lại. Chỉnh lại cho nó nóng quá. Chỉnh lại. Kelly smile. Chỉnh lại. Temperature tắm nóng. Đừng ra ngoài con. Không biết. Ok, để cô Pan nào. Chị chỉnh lại em nó nóng quá. Sướng quá ta. Cười nè. Nè, bỏ đó xuống. Rồi. Đó. Rồi có massage chair, có lúc mà massage thì có massage không? Ngồi chơi sướng quá ta. Cái gì con? Can I do puffball or puff 101? Puffball. 101. What's that 101? Cười nè. Cười nè. Cái gì đó kìa? Wow. Cái gì đó? Nào, rất là thơm đó hả? I see people with the blue one too. It's a color. Nice. Quá là lấy ra cũng đúng là lấy làm cái gì vậy? Hả? Có đèn nữa đi con. Có light để kìa, change color hả? Ô, đổi màu nữa. Có massage nữa kìa. Thích không? Cười. Đổi màu nữa. Hayley, it changes colors. Con. Đổi màu nữa. Chị ngồi rung, chị thích. Trời ơi, chị ngồi rung, khoái không Hayley? Hayley, ngồi rung. Ngồi đổi màu. Nó cũng được. Cái đèn lên. Cô mắm đi. Cô ba, có người phục vụ luôn kìa. Margarita. Ngon không? Nó có uống được không? Nó uống đi. No, cô ba nói không được. Không được. Hết đâu. Cái này là, một cái là strawberry, một cái là lime hả? Rượu chút nữa uống lái xe thôi. Sao lái xe? Hai cô bé nhỏ. Rồi, thích không? Con gái, con gái thích không? Massage ha. Rồi, changing color ha. Một kinh đẹp của cái này ha.